Từ kỳ hậu Brexit thì thị trường nhà đất Anh được dự báo sẽ dần phục hồi vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là tại phân khúc cao cấp. Các chuyên gia phân tích thị trường của hãng nghiên cứu Knight Frank cho rằng thị trường bất động sản Anh đang có nhiều dấu hiệu phục hồi trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi quyết định rời khỏi EU của người dân nước này. Theo báo cáo của Knight Frank, số lượng người tìm mua nhà thuộc phân khúc cao cấp tại Anh trong tháng 7 và tháng 8 năm nay tăng nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, tờ The Guardian cũng cho biết nhiều khách hàng nước ngoài đã tranh thủ thời cơ đồng bản suy yếu sau Brexit để tìm mua bất động sản tại Anh với giá tốt hơn. Knight cũng dự báo sự quan tâm của người mua là dấu hiệu cải thiện doanh số bán hàng trong quý cuối năm. Tuy nhiên, Knight cũng cảnh báo một số yếu tố không liên quan đến Brexit có thể sẽ kiềm hãm tốc độ tăng doanh số bán bất động sản tại Anh. Theo đó, việc tăng thuế trước bạ đối với bất động sản thuộc phân khúc cao cấp, bất động sản là ngôi nhà thứ hai của chủ sở hữu và bất động sản được mua để đầu tư có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của thị trường.